Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ bế tắc, Thủ tướng bất lực Ở các nước tiến bộ trên thế giới, Ngân hàng Trung ương và Chính phủ là hai cơ quan độc lập Tuy nhiên, về chính sách thì lại rất đồng bộ Vào những năm Covid-19 hoành hành, hầu hết các nước trên thế giới đều bơm tiền ra để mà cứu vớt nền kinh tế của nước họ trong đó, Ngân hàng Trung ương thì dùng chính sách tiền tệ để bơm tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại chính phủ thì tăng chi tiêu để bơm tiền qua các dự án. Hai chính sách này cùng bơm tiền và cùng hút tiền nên họ xử lý khủng hoảng khá tốt. Ngân hàng nhà nước Việt Nam bảo là hạ lãi suất nhưng doanh nghiệp thì lại than trời vì không thể tiếp cận được với tiền tiền lãi suất rẻ. Ở Việt Nam thì ngân hàng nhà nước là tên của ngân hàng Trung ương Việt Nam lại là một cơ quan ngang bộ trong chính phủ. Như vậy chính phủ và ngân hàng nhà nước không độc lập với nhau mà đều bị điều hành dưới tay thủ tướng. Tuy là phụ thuộc nhau như thế, nhưng chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước và chính sách tài khóa của chính phủ lại không hề đồng bộ với nhau. Có khi chính sách tiền tệ bơm tiền thì chính sách tài khóa lại nghẽn tiền. Nguyên nhân vì sao dòng tiền đầu tư công của chính phủ Việt Nam đang bị nghẽn nghiêm trọng thì Thời báo .d đã có bài đề cập trong nhiều bản tin trước đây. Trong thời gian đại dịch Covid-19, rất cần chính phủ bơm những gói cứu trợ, nhưng cuối cùng những gói đấy đều bị nghẽn lại, không ra được đến người dân và doanh nghiệp. Không ra được bên ngoài thị trường. Ngoài ra, những dự án đầu tư công không thể triển khai được, nên đã hơn 2 năm nay nó vẫn cứ bị nghẽn liên tục. Móng thủ tướng Việt Nam thì không biết cách nào để mà khai thông được dòng tiền này. Có thể nói ông Phạm Minh Chính là thủ tướng tệ hại, tuy nhiên trong bộ chính trị cũng không có bộ mặt nào sáng sủa hơn để có thể điều hành chính phủ trơn tru cho được. Dù chấp nhận lãi suất rất cao cũng không thể vay được tiền nên buộc phải hối lộ. Tình hình lạm phát vào năm 2022 được thông báo là dưới 4%. Tuy nhiên, theo khảo sát thì con số này không đúng hầu hết các mặt hàng tiêu dùng đều tăng giá trong năm qua ít nhất là 20%, cho nên con số lạm phát dưới 4% là không hề đáng tin cậy. Đặc biệt năm nay, ngân hàng tăng lãi suất cá cao, cao lên tới 13%, điều đó cho thấy ngân hàng nhà nước đang muốn hút tiền về. Nếu lạm phát thấp, tại sao phải hút tiền về đến như vậy? Để lĩnh bạch, minh bạch cho thấy tình hình kinh tế của Việt Nam rất tệ, rất đáng lo ngại. Vào ngày 25 tháng 5, tờ báo VTC News có bài viết lãi suất giảm chỉ có trên TV, doanh nghiệp vẫn vay ngân hàng với mức 13,9% mỗi năm. Bài viết cho biết một số giám đốc doanh nghiệp cho rằng lãi suất giảm chỉ có trên mặt TV mà thôi, hiện tại họ vẫn đang phải chịu lãi vất cho vay ngân hàng với mức 13,9% mỗi năm. Gần đây, ngân hàng nhà nước liên tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế thì lãi suất vay vẫn ở mức rất cao và cực kỳ khó tiếp cận. Rõ ràng nhà nước nói vậy nhưng không phải vậy. Họ hô hào hạ lãi suất để lấy lòng về dân nhưng thực chất họ không những không hạ mà lại tăng lãi suất. Cho nên có thể nói với hành động này ngân hàng nhà nước đang âm thầm bóp cổ doanh nghiệp. Sao cho doanh nghiệp kêu la không ai nghe thấy được. Theo tìm hiểu của Thời báo chấm thì ngoài chuyện tăng lãi suất các ngân hàng còn ngăn cản không cho doanh nghiệp vay bằng hàng rào thủ tục. Muốn vay dù chấp nhận phải lãi suất cao thì vẫn không hề dễ. Nhiều doanh nghiệp phải hối lộ các ngân hàng để được duyệt hồ sơ cho vay. Nói chung, tình hình thị trường vốn của Việt Nam hiện nay không như những gì ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn thường thông báo. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bất lực trước thực trạng nền kinh tế Việt Nam rất yếu kém. Vào ngày 24 tháng 5, tờ báo Café F có bài viết giám đốc doanh nghiệp mang hai bao tải tiền đến phòng giám đốc ngân hàng để bôi trơn vay vốn. Tựa đề bài báo đã nói lên tất cả doanh nghiệp thì đói vốn, dù chấp nhận lãi suất cao cũng không thể tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng, nên buộc phải đi hối lộ. Hiện nay, cả chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước và chính sách tài khóa của chính phủ đều tỏ ra lúng túng trước thực trạng của nền kinh tế đất nước. Những người lãnh đạo cao nhất cho bộ máy chính quyền không đủ năng lực để giải quyết nó. Tuy vậy, 100 triệu người dân Việt Nam lại thấp cổ bế họng nên họ đang bất lực. Họ không có quyền xuống đường biểu tình đòi chốt phế những con người bất tài đang lãnh đạo đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chính phủ bế tắc, Thủ tướng bất lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng Dương Kiếm, Kiếm Xỉu Để chuẩn bị cho kỳ đại hội nghị trung ương lần thứ 7 vừa qua, ngay từ đầu tháng 2, ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị ra Quy định số 96 QĐTV về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Đây là thanh kiếm cũ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 11 cũng diễn ra vào tháng 10 năm 2012. Mục đích sử dụng thanh kiếm trong kỳ hội nghị này là để loại ông Nguyễn Tân Dũng mà không thể loại được. Vào ngày 2 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng cho lục lại thanh kiếm cũ này để mà chiến với phe ông Phạm Minh Chính tại hội nghị trung ương thứ bảy khóa 13 vừa qua. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, Đảng Cộng sản không cho tin tức lọt ra ngoài nên người dân không biết số phận ông Phạm Minh Chính như thế nào. Vào năm 2012, ông Trọng dùng thanh kiếm nhưng kiếm cồn. Sau khi hội nghị trung ương thứ bảy bế mạc thì tới ngày 22 tháng 5, Quốc hội cho nhóm họp và ngay ngày đầu tiên đã bàn về công tác nhân sự. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự này cho thấy ông Phạm Minh Chính không hề hấn gì như lời đồn đại. Vậy là thanh kiếm cùn của Nguyễn Phú Trọng mang ra dùng sau hơn 10 năm. Dù có mài như thế nào thì kết quả nó vẫn cùn, không thể khác được. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Võ Văn Tạo có đăng một tấm hình chụp bảng kê kết quả tín nhiệm tại hội nghị Trung ương 7 kèm theo lời bình nhặt được tờ rơi tín nhiệm. Trên tấm hình ấy ghi chi tiết kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của các ủy viên bộ chính trị và 4 ủy viên trung đảng thuộc ban bí thư. Kết quả chỉ có Trần Tuấn Anh, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương là có kết quả tồi tệ nhất với 49,73% tín nhiệm. 37,3% tín nhiệm và 12,9% tín nhiệm thấp. Theo quy định, tín nhiệm thấp trên 50% mới bị buộc thôi chức. Vậy nên, người có mức tiến nhiệm thấp nhất trong bảng kết quả này vẫn còn vượt rất xa tiêu chuẩn phải từ chức mà đảng đã quy định. Cho bỏ phiếu tín nhiệm ở Hội nghị Trung ương lần thứ 7 vừa rồi chỉ như một trò hề không hơn không kém. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lại mang kiếm cồn ra để mà cố mãi. 185 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia hội nghị đã biến trò bỏ phiếu tín nhiệm của nguyễn phú trọng thành trò hề đã bỏ phiếu mà chẳng loại được ai thì lập ra trò bỏ phiếu để làm gì cho nên ý ông trọng muốn dùng thanh kiếm này để chạm đồng chí của mình mà không thực hiện được trung ương đảng vẫn không theo ý nguyện của ông tổng bí thư đã giả với kết quả này cho thấy ông nguyễn phú trọng dù rất mạnh trên chính trường nhưng vẫn không thể nào thao túng được trung ương đảng Cách đây 11 năm, khi tổ chức hội nghị Trung ương thứ 6 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy ông không kiểm soát được Trung ương Đảng. Và đến nay thì tình hình vẫn như thế. Vậy thì, sức mạnh chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không như mọi người vẫn tưởng. Vẫn có những nơi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể với tới cho được. Cách đây 11 năm, ông Nguyễn Tân Dũng dùng sức mạnh kim tiền để thao túng lá phiếu thì nay không biết ông Phạm Minh Chính có làm tương tự như vậy hay không. Ông Phạm Minh Chính đạt đến 92,97% tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Xem ra sức mạnh chính trị của ông Chính vẫn còn ổn lắm. Ông Chính chỉ xếp sau ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng. Với kết quả này, rất khó để loại ông Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị ở những kỳ hội nghị trung ương tiếp theo. Có thể tiên đoán ít nhất ông Phạm Minh Chính sẽ nắm chức Thủ tướng đến tận hết nhiệm kỳ. Kết quả, thanh kiếm của ông Tổng đã bị xỉu. Còn nửa nhiệm kỳ nữa là đến kỳ ăn chia lớn tiếp theo. Trong vòng gần 3 năm tới, tình hình sức khỏe chính trị của các nhóm có thể có biến động. Ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể tiếp tục và liệu ông Vương Đình Huệ có đủ uy tín và bản lĩnh để chiếm ghế thượng phòng trên vũ đài chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trong những năm qua hay không. Điều đứng một mình rất khó để mua Đình Huệ đấu lại với ông Phạm Minh Chính. Lần bỏ phiếu tín nhiệm này cho thấy phe liên minh Phạm Minh Chính, Nguyễn Đân Dũng còn mạnh lắm. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng Dương Kiếm, Kiếm Sỉu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.